một cơ quan nhỏ bé, nhưng đôi mắt đóng vai trò rất quan trọng đối với cơ thể. Nếu như giác quan này yếu đi, chúng ta không thể thực hiện các hoạt động đơn giản hàng ngày như bước đi, đọc sách, ăn uống cho đến công việc dễ dàng được. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại ngày nay đã đang âm thầm cướp đi sức khỏe của đôi mắt của chúng ta từng ngày. Tôi là Huỳnh Thị Thu Ba, công việc hiện tại của tôi là bác sĩ chuyên khoa mắt. Xã hội ngày càng phát triển, tỷ lệ mù lòa và mắc các bệnh về mắt ngày càng cao. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 253 triệu người trên thế giới bị vấn đề về thị lực, trong số đó khoảng 39 triệu người bị mù. Trong khi đó, ở Việt Nam, một cuộc điều tra dịch tễ học trên diện rộng ở 16 tỉnh thành cả nước được tiến hành đã cho thấy tỷ lệ mù lòa hiện nay là 3,1% ở người trên 50 tuổi. Tại hội thảo xây dựng kế hoạch quốc gia và phòng chống mù lòa và chăm sóc mắt giai đoạn 2014-2019, Việt Nam có khoảng 2 triệu người bị mù và hoặc là có thị lực kém. 1/3 trong số đó là người nghèo không có tiền điều trị. Trong số đó thì tỷ lệ 83% là có thể phòng và chữa được, bao gồm 69% có thể chữa được và 15% có thể phòng ngừa được. Chúng ta nên biết rằng các vấn đề về mắt thường gặp có thể xảy ra ở bất kỳ ai và bất kỳ độ tuổi nào. Không chỉ có người già mới dễ gặp các bệnh về mắt, ở lứa tuổi thanh thiếu niên ngày càng có nhiều em bị cận thị, loạn thị ngay từ khi còn nhỏ. Các bạn trẻ cũng gặp phải tình trạng mắt bất thường do cường độ làm việc cao và phải tiếp xúc nhiều với các thiết bị điện tử như máy tính, điện thoại, TV vốn phát ra nhiều ánh sáng xanh gây hại cho mắt. Tự chung lại thì đây là những biểu hiện của tình trạng lão hóa mắt với dấu hiệu như mắt bị khô do không đủ nước, chảy nước mắt do nhạy cảm với gió, ánh sáng và thay đổi nhiệt độ. Tình trạng ruồi bay trước mắt hay xuất hiện những đốm nhỏ bay xung quanh tầm nhìn, thoái hóa điểm vàng còn gọi là vấn đề mất tầm nhìn ở người trên 60 tuổi. Lời khuyên của tôi dành cho mọi người trong hành trình bảo vệ đôi mắt chính là hãy kiểm tra và khám mắt thường xuyên. Hành động này giúp chẩn đoán sớm và điều trị những vấn đề về mắt như lô côm hay còn gọi là thiên đầu thống, cườm nước. Là những bệnh nguy hiểm gây mù lòa nhưng không có triệu chứng ở giai đoạn đầu. Tiếp theo, hãy ngưng hút thuốc hoặc tránh xa môi trường ô nhiễm khói thuốc. Khói thuốc có thể dẫn đến những nguy cơ cho mắt như đục thủy tinh thể, phá hủy thần kinh mắt, thoái hóa điểm vàng. Có một hành động tuy nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn giúp bảo vệ đôi mắt của bạn chính là đeo kính râm khi đi ra ngoài vào lúc trời nắng để ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Bên cạnh đó, khi bạn ra ngoài lúc trời mát, bạn có thể dùng một cái kính bảo hộ để tránh bụi hoặc những vật thể lạ bay vào mắt khi lao động, tham gia các hoạt động thể chất khác, tránh tổn thương mắt. Bên cạnh việc khám mắt thường xuyên và che chắn khi ra ngoài, luyện tập một số bài tập đơn giản cho mắt sẽ mang lại lợi ích rất nhiều. Tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn ngay bây giờ. Đầu tiên là bài tập áp bàn tay lên mắt. Các bạn hãy xoa liên tục hai lòng bàn tay vào nhau như thế này, cho đến khi hai lòng bàn tay ấm lên. Các bạn áp tay vào mắt cho đến khi hơi nóng được hấp thu hết vào mắt. Thực hiện bài tập này ít nhất 3 lần. Tiếp theo là bài tập chớp mắt. Hãy chớp mắt nhanh liên tục trong 10 lần, sau đó để mắt nghỉ ngơi 20 giây. Lặp lại như vậy 5 lần. Một bài tập thư giãn mắt khác là bài tập nhìn theo các hướng. Hãy điều chỉnh mắt nhìn sang các hướng theo thứ tự bên trái, bên phải, lên trên, xuống dưới, đảo mắt theo chiều kim đồng hồ và ngược chiều kim đồng hồ. Lặp lại bài tập này từ 4 đến 5 lần. Bài tập phóng to thu nhỏ. Các bạn hãy giơ ngón tay cái lên ngang tầm mắt. Sau đó kéo từ từ lại gần với mắt. Nhìn giữ lại 5 giây. Tiếp tục, để ngón tay cái ngang tầm mắt từ từ đưa ra xa. Giữ tầm mắt 5 giây. Lặp lại bài tập này 10 lần ngày. Bên cạnh đó, mỗi ngày 2 lần, mỗi lần từ 5 đến 10 phút, hãy nhắm mắt, thư giãn và nghỉ ngơi. Các bài tập này rất dễ thực hiện, lại không mất nhiều thời gian. Tập luyện đều đặn mỗi ngày sẽ giúp mắt giảm mệt mỏi, giảm khô mắt và phòng ngừa được các bệnh về mắt. Ngoài các bài tập thư giãn mắt, thì việc bổ sung các chất dinh dưỡng cần thiết cho mắt chính là việc làm cần được ưu tiên hàng đầu. Đây cũng chính là chìa khóa để có được đôi mắt khỏe mà khoa học đã chứng minh
thông qua các công trình nghiên cứu nghiêm túc. Có các dưỡng chất sau đã được chứng minh lâm sàng là có ích cho đôi mắt sáng khỏe, đó là lutein, kẽm, các vitamin đặc biệt là vitamin C, vitamin A, vitamin E, các chất chống oxy hóa. Lutein còn được gọi là vitamin cho mắt, giúp bảo vệ mắt khỏi các ánh sáng có hại, hỗ trợ phòng một số bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể, viêm võng mạc sắc tố. Chúng ta có thể tìm thấy lutein trong các thực phẩm như súp lơ, rau bina, cải xoắn, bắp, tiêu, kiwi, cam, nho, bầu, bí đao, v.v. Bên cạnh lutein, việc bổ sung các thực phẩm giàu kẽm cũng rất quan trọng. Kẽm là nguyên tố vi lượng cần thiết cho cơ thể và tập trung với hàm lượng cao ở mắt. Có vai trò đưa vitamin A từ gan tới võng mạc, giúp hỗ trợ sản sinh melanin, sắc tố bảo vệ mắt. Hãy bổ sung các thực phẩm giàu kẽm như thịt đỏ, thịt gà, hải sản, mầm lúa mạch, các loại hạt, bơ, sữa, trứng trong bữa ăn để tăng cường dưỡng chất nếu bạn thường mắc phải các vấn đề về mắt nêu trên. Trong các loại vitamin, vitamin C tan trong nước có vai trò là chất chống oxy hóa và tập trung chính trong mô cơ của mắt. Vitamin C sẽ giúp hỗ trợ thành mạch khỏe mạnh, đặc biệt là mạch máu nuôi dưỡng mắt. Đồng thời, vitamin C cũng cho thấy khả năng hỗ trợ phòng ngừa phát triển bệnh đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng. Một số thực phẩm giàu vitamin C như các loại cam, quýt, dâu, kiwi, súp lơ, cà chua, khoai tây, chuối. Quan trọng không kém vitamin C, vitamin A từ thực vật hay còn gọi là beta-carotene là một loại vitamin tan trong dầu giúp bảo vệ bề mặt của mắt như là thành phần giác mạc, màng nhầy, bảo vệ da, hàng rào, bảo vệ mắt khỏi nhiễm vi khuẩn, virus. Thiếu vitamin A còn có thể dẫn đến bệnh khô mắt. Chúng ta có thể tìm thấy vitamin A trong các loại rau có lá màu xanh đậm hoặc trái cây và rau có màu vàng đậm. Ngoài ra còn có vitamin E là vitamin tan trong dầu có vai trò là chất chống oxy hóa. Vitamin E bảo vệ các phần quan trọng của mắt, phần dễ bị phá hủy bởi quá trình oxy hóa như thủy tinh thể. Một số thực phẩm giàu vitamin E là bánh mì, ngũ cốc nguyên hạt, rau có lá màu xanh đậm, đậu và đậu hòa lan khô, hạt, dầu thực vật, bơ thực vật và gan. Trong các dưỡng chất dành cho mắt, chúng ta thấy đề cập đến rất nhiều chất chống oxy hóa. Các chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc giảm tình trạng lão hóa của mắt, giúp đôi mắt khỏe hơn, sáng hơn. Chất chống oxy hóa từ chiết xuất việt quất đen. Việt quất là loại trái cây nổi tiếng được sử dụng trong phòng tránh lão hóa nhờ chứa các chất chống oxy hóa anthocyanin anoxide. Anthocyanin anoxide đã được chứng minh tính hiệu quả trong cải thiện tầm nhìn, đặc biệt trong điều kiện ánh sáng hạn chế. Các chất chống oxy hóa còn giúp ngăn ngừa và làm lành tế bào khỏi những tổn thương. Nhờ vậy, mắt được bảo vệ khỏi những vấn đề như bệnh thoái hóa điểm vàng và bệnh đục thủy tinh thể. Chất chống oxy hóa từ chiết xuất hạt nho. Hạt của quả nho chứa thành phần chính là các oligomeric proanthocyanidin có đặc điểm chống oxy hóa và kháng histamine. Thành phần khác gồm có vitamin E, flavonoid và linoleic acid. Do đó, các chất chống oxy hóa và vitamin từ hạt nho sẽ giúp cải thiện tầm nhìn về đêm, hỗ trợ ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng và một số bệnh về mắt. Tuy nhiên, các loại vitamin và đặc biệt là các chất chống oxy hóa từ thực phẩm lại rất dễ biến tính khi gặp nhiệt độ cao trong quá trình nấu nướng và khó bảo quản. Chính vì thế, ngoài việc bổ sung các thức ăn từ tự nhiên, chúng ta cần bổ sung thêm các loại thực phẩm tăng cường thị lực cho đôi mắt, vốn được xem là giải pháp tiện lợi và mang lại hiệu quả nhanh chóng. Các loại thực phẩm chứa thành phần chiết xuất từ thiên nhiên bao gồm các dưỡng chất cần thiết như lutein, kẽm, vitamin A, C và E, đặc biệt là chiết xuất việt quất đen và hạt nho sẽ giúp bảo vệ mắt, tăng cường thị lực cho đôi mắt, đồng thời giảm thiểu tình trạng lão hóa mắt hay các bệnh về mắt. Để bảo vệ đôi mắt của mình, phòng bệnh hơn chữa bệnh, bằng các bài tập đơn giản, một chế độ dinh dưỡng hợp lý,
tránh hút thuốc và che chắn cho mắt, khám mắt thường xuyên, thì với việc kết hợp sử dụng thực phẩm tăng cường thị lực cho đôi mắt, bạn đã cho bản thân mình cơ hội được trải nghiệm, được sống hết mình và tận hưởng cuộc sống trong ánh sáng và niềm vui. Thân chúc các bạn nhiều sức khỏe. Xin chào tạm biệt. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ocular Defense có chứa các thành phần lutein, kẽm, vitamin A, C, E, chiết xuất việt quất đen và hạt nho. Sản phẩm hỗ trợ tăng cường thị lực,